5 cô gái sẽ phân công nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đội 2 người, đội 3 người trong thời gian quy định là 30 phút. Đầu tiên là nâng cao sức khỏe người già, đi mời 5 người lớn tuổi ra sân để dạy 10 động tác yoga cơ bản. Một nhánh đi mời 10 bé 5 đến 8 tuổi ra sân nhà văn hóa xã để dạy hát, múa một bài hát. Sau buổi dạy mà được các ông bà, các bé đánh giá tốt thì được coi là hoàn thành nhiệm vụ, được 2 viên kim cương. Rồi xong rồi đó, thấy một hoạt động rồi đó. Các bé đánh giá tốt luôn mà. Vậy con nít cũng khó lắm á nha, đừng có giỡn. Tại vì để làm sao cho con nít nó hiểu mình, với lại mình dạy cho nó được một bài trình diễn dễ nhớ hơn. Còn nhưng mà để mà mình truyền được cho nó, mình điều khiển nó không phải chuyện dễ đâu. Rồi vậy thôi, mai qua bên con nít đi. Chị dạy yoga được không? Nhìn giờ coi đâu có rồi. Ai vô vô gà nữa đâu. Vậy hát vậy muối gì vậy? Đây nè, nó trộn quá chân nít kìa. Hello, hello, con sẽ là gì? Trời ơi, nít hơi khó đó. Em bé thôi, cho đổi tim đi. Tập cái người già với. Bỏ của chạy lấy người, nít nó không nghe lời, nó không thích. Cho em với. Ủa vậy hả, em đổi tim rồi hả? Đổi tim rồi. Đây nè, mời con này. Ê, con gái phải có tim mà, không u phải không? Phải không? Dạ, cua đi. Mời à, cô quá coi tập phim này theo dõi, không chạy mới hết rồi thôi mày đó. 5-10 phút mà. Thể dục thôi. Đi cô. Phải gì đang coi ngoài học trên lớp mấy đứa mà. Bây giờ con muốn cô. Đi cô giúp tụi con đi. Cô mà không tập con quỳ đây. Quên cho con quỳ. Cô tập giùm cô không? Thì cô biết thể ta cũng biết. Thì bây giờ con chỉ cho cô biết rồi. Cô đi lên mà. Thì cô biết là tập yoga là cái thứ vậy đó cô. Cái thứ yoga vậy nè. Chỉ vậy thôi. Dạ xong rồi. Quá. Anh ơi, bọn em đang làm một cái chương trình thì được thực tế và đang làm một cái chương trình là ở ngay đây là cho các bạn là trẻ em tầm tuổi các em xuống học một bài hát với cả nhảy múa một lúc. Bây giờ luôn ạ. Đi mà. Con còn biết hát không? Ngại rồi. Ngại rồi. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Khó lắm, đùa đâu nha. Năn nỉ người già là khó nhất luôn á. Ồ, mấy cô ơi, mấy cô làm mới tập thể dục về không cô? Đúng rồi. Bây giờ mình đi tập tiếp đi. Còn thôi, giờ tối sao đi tập được, nó về chưa cơm nước chồng con, nó về nó quánh chết luôn á. Không, 30 phút thôi cô ơi. 20 phút. Được rồi, bây giờ... 20 phút, trả giá 20 phút thôi. Giờ 5 giờ rồi. Là trễ giờ cơm luôn. Bây giờ nè, cô có tập nè. Con phải về nè. Cô bị đòn làm sao, chồng đánh làm sao. Lát con dắt cô về, cô năn nỉ giùm cho. Thiệt không? Thiệt. Thôi. Trời, đảm bảo nhìn mặt con là mọi người biết liền. Thiệt luôn á. Rồi. Đi ra, đi. Thôi đó, nói thiệt cho không được con ơi, không được. Sao vậy? Vậy sao biết đó. Trời ơi, nó nói rồi, con về con năn nỉ. Mình đi, mình tập yoga, xong mình lên TV, mình có kỷ niệm đẹp. Yoga sao? Yoga cô mới sợ cứng thân hình cô cứng. Không cứng, phải đâu. Nhắc mẹ. Chỉ vậy xong rồi. Mình đi liền đi cô. Đi rồi thôi, mình cùng về sớm vậy. Thế em tôi nghĩ đi. Được lên TV mọi người. Được lên TV là vui rồi. Ok. Mình làm thiệt không à cô ơi? Mua bánh đã thì mới dụng được. Mua gì nào? Mua cái này đi. Cái nào ngon hả cô? Cái nào ngon ạ? Bánh nào cũng ngon á. Nứt. Thế là lấy cái này. Em mua cái nào mà chia được á? Cái này chưa chia thế nào? Mỗi đứa một cái. Cái này bao nhiêu ạ? Dạ. Nhiều trường mẫu giáo rồi. Chào cô ạ, chào chị. Nào, xin tự giới thiệu. Cô là Châu Bùi. Châu Bùi, hôm nay thì cô đến đây để gặp các con và rủ các con đi chơi một trò này với cô. Hay lắm, đó chính là tập múa và nhảy cộng hát luôn. Mà nó thích hát, giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bạn thích múa giơ tay. Múa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì có nghĩa là 7 bạn thích múa, 7 bạn thích hát và 7 bạn thích nhảy. Ok, thế là mình sẽ vừa nhảy vừa hát vừa múa luôn. Ok không? Yeah, ok. Ăn để lấy sức nào. Từ ba bạn đầu tiên đã. Nào lấy sức nào. Nào ăn đi, ăn hết đi mới được nhảy được.
Bây giờ mình ngồi đi, mình vô ghế đá ngồi đi thôi cô. Để đông đông mình tập cho nó vui. Tập này phải có đông người vui hơn. Tập mình cũng vui nhưng mà không vui bằng. Hà Tí Tiêu, lúc ba ba, người đi tập, chú lái đầu, nhà đi tập. Sau đó mình sẽ đặt một chân vuông góc. Dạ. Cái phần chân này mình sẽ đặt ngang ra một xíu. Càng ép vô. Cái gót của mình sẽ đặt. Đúng nè. Rồi. Cô sẽ thấy cái gót của con sẽ đặt lên. Dạ rồi, hít thở. Vuông góc. Đó. Đúng rồi đó. Nghĩa là mình phải tỉnh á. Mình phải tỉnh á. Mình phải đặt trọng tâm vào chân này và sau đó mình giơ tay lên. Giơ tay lên. Thở thật nhẹ nhàng. Hít vô. Thở ra. Rồi sau đó mình hạ xuống. Hạ từ từ xuống. Cái chân mình nó trụ thì cái cơ với cơ háng của mình nó cũng là cái nơi mà nó giữ cái trọng lượng của cơ thể mình nhiều nhất trong một ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ giống như là thư giãn nó, cách rung đùi nguyên.
con xin phép cô tụi con tiếp tục thử thách tiếp theo. Dạ. Rồi tụi con đi về vui vẻ. Cảm ơn cô. Cảm ơn đã một ngày rất vui. Đúng rồi. Dạ. Thời gian chung tay cùng góp dạ. sức. Dạ. Làm cho một con bữa ăn rất là thịnh soạn, rất là vui vẻ. Cô có điều con mời hai khúc gỗ này. Con xin về nhà. Cái plan nghe con mời có cái khúc nào con ơi. Dạ. Dùm hết rồi. Thế là đây sẽ là hai cái khúc mà nó sẽ cho con nhiều cảm hứng hơn ghép like. Vậy nè. Dạ em cảm ơn cô. Dạ em xin phép cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Dạ cô. Sống vui sống khỏe nha cô. Dạ hạnh phúc nha. Bye cô. Cảm ơn. Bye cô. Cảm ơn cô. Ôi trời ơi.